giới thiệu cách tính định thức bằng Excel. Thì thứ nhất là mình nhập cái định thức vô cái bảng tính Excel như thế này. Xong rồi đó mình sẽ vào cái tìm cái hàm để mà tính định thức. Thì trong phần mềm Excel đó thì cái hàm tính định thức nó chính là MDTerm này. MDTerm này không? Thì cái hàm này đấy thì nó nằm ở trong các cái nhóm hàm về toán học và cái chuỗi ở đây ha. Đấy, thì khi mà chúng ta bấm vô chỗ chỗ này á thì chúng ta sẽ tìm đến cái chữ M đầu tiên, thì nó ngay cái chữ M đầu tiên đó là M đi tôm nè, bấm OK. Thì cái hàm M đi tôm này đó thì mình sẽ nhập cái định thức mình cần tính vào, và cách là mình sẽ chọn cái mảng mà nó chứa định thức. Hàm này vô rồi bấm OK thì nó ra.